xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức fan vây kính Noo Phước Thịnh giữa trưa nắng. Vừa xuất hiện, nam ca sĩ lập tức thành tâm điểm chú ý. Lần đầu tiên trong một sân chơi âm nhạc hội đủ cả ba cặp ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Việt Nam trong vai trò huấn luyện viên Đan Trường, Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Noo Phước Thịnh và Minh Tuyết. Trong tập ghi hình đầu tiên, Noo Phước Thịnh dường như đã trở thành tâm điểm của đám đông. Ngay từ khi xuất hiện, Noo đã thu hút mọi sự chú ý với ngoại hình đúng chuẩn soái ca. Anh chàng diễn vết cực bản trai, thiêu đốt mọi ánh nhìn. Vừa nhìn thấy thần tượng, fan của Noo đã nhanh chóng vây kính, khiến Noo không khỏi bất ngờ. Để đáp trả tình cảm của fan nhí, giọng ca câu I Love You đã cùng selfie cùng người hâm mộ. Mặc dù thời tiết Sài Thành khá oi bức, nhưng có lẽ độ hot của anh chàng vẫn khiến mọi người vô cùng phấn khích. Là một trong số những nghệ sĩ hot nhất hiện nay, Noo luôn biết cách làm mới hình ảnh của mình trong mắt khán giả với phong cách thời trang đa dạng và thời thượng. Còn khá mới mẻ trong vai trò huấn luyện viên của các cuộc thi âm nhạc, nhưng có lẽ chính sự nhiệt huyết chuyên nghiệp cùng phong cách trẻ trung năng động của mình, Noo Phước Thịnh được đánh giá là một trong những huấn luyện viên đang được săn đón và yêu thích nhất hiện nay. Trong chương trình Tuyệt đỉnh song ca, Noo Phước Thịnh sẽ lần đầu sánh đôi cùng nữ ca sĩ hải ngoại Minh Tuyết để dẫn dắt các thí sinh trong đội của mình nhằm giành lấy ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Bên cạnh sự xuất hiện của Noo, các vị huấn luyện viên khác như Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Dương Triệu Vũ và Minh Tuyết cũng nhanh chóng có mặt ngay sau đó. Anh Bo Đan Trường cũng thu hút không kém với cây đen lịch lãm. Dường như, nam ca sĩ luôn xứng danh hiệu người đàn ông không tuổi của showbiz Việt với gương mặt baby và nụ cười tỏa nắng. Chị Tư Cẩm Ly khoe vẻ trẻ trung với chiếc đầm vàng đơn giản. Trong khi đó, cô em Minh Tuyết vẫn trung thành với phong cách quyến rũ đầy gợi cảm. Bộ đôi soái ca Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ tuy không xuất hiện cùng nhau nhưng vẫn tự tin khoe vẻ điển trai cùng người hâm mộ trong hậu trường. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.